giải thưởng giám đốc tiêu biểu thuộc về giám đốc công ty thành viên, đã giành chọn thanh xuân, chọn tình yêu với Bảo Việt Nhân Thọ. Một thủ lĩnh mạnh mẽ, sắc sảo, quyết đoán và tràn đầy năng lượng. Dám nghĩ, dám làm và tiên phong trong mọi hoàn cảnh. Vượt lên mọi khó khăn, người thủ lĩnh tài ba đã dẫn lối các siêu chiến binh đồng lòng thay đổi, thích nghi kịp thời trong điều kiện kinh doanh 2020 gặp nhiều khó khăn, cán đích kế hoạch kinh doanh với những mốc son rực rỡ. Giải thưởng Giám đốc tiêu biểu 2020 xin được chúc mừng vinh danh nữ tướng tài ba, bà Lê Thị Minh Phượng, Giám đốc Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai, người truyền cảm hứng và thổi bùng năng lực không giới hạn của các chiến binh Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai. Chúc mừng bà Lê Thị Minh Phượng, Giám đốc tiêu biểu 2020.